Chào mừng các bác đến với series test nhân phẩm của sàn gỗ Jani Malaysia siêu hot trên thị trường. Trong tập 3 chúng ta sẽ cùng test khả năng chịu mài mòn và chịu nhiệt của sàn gỗ Jani. Có thể thấy với độ sát thương tăng dần từ búi sắt chìa khóa đến dao dọc giấy thì bề mặt sàn gỗ Jani chỉ bị xước nhẹ không đáng kể. Liệu thử thách đốt với xăng thơm có làm khó bề mặt sàn Jani không? Câu trả lời là không, sau khi đốt hết xăng bề mặt vẫn nguyên vẹn nên nhớ có rơi diêm hay tàn thuốc lá lên bề mặt cũng không sao hết nhé. Bấm follow kênh Jan Home ngay để theo dõi được nhiều clip thú vị hơn nhé.